Thì hôm nay có một sự kiện đặc biệt nha. Sự kiện này là sự kiện gì? Ấy. Laptop và cả nhà ơi. Wow. Bao ngày chờ đợi em? Sau 1 tháng á cả nhà. Tháng luôn. Lâu lắm tại vì cái máy này ở Việt Nam rất là ít người sử dụng. Gần như là ít lắm nên phải order riêng. Thật ra cái máy này thì có nha, nhưng mà những cái thứ bên trong á nó không có ở Việt Nam, phải order riêng ở nước ngoài về. Đây, đóng nắp lại. Mở ra, 2, 3. Mở phụ. Đây là món gì vậy em? Bào ngư sốt đông cô cải thìa. Rồi, cảm ơn quán nhiều mình nhiều nha. Nhai, nhưng mà số lần nhai không quá 10 lần. Quá dễ rồi. Quá dễ. Thôi vậy tặng quà trước đi chứ mày làm được mà. Cái gì? Ấy là bà đang nói để câu giờ á, chứ này nó cũng nóng lắm nha. Nóng được tỏi đúng không? Mấy anh nuốt hay hơn cả nhà á, nuốt hay hơn nhai á. Nuốt là bóng tỏi luôn nè. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Hôm nay thì hai vợ chồng mình lại có mặt ở đường Hậu Giang và với một cái diện mạo mới. Không biết là hôm nay có gì mới mà mình vào đây ha. Rồi thì hôm nay có một sự kiện đặc biệt nha. Sự kiện này là sự kiện gì? Ấy. Giới thiệu các bạn, đây là anh Thiên Quần Hoa nha. Dài. Rồi hôm nay thì có sự kiện gì mà Thiên lại mang một cái ba lô phía trước thấy nó nguy hiểm vậy? Đây là một ngày rất là đặc biệt, là đã tìm được cho bạn Lộc một chiếc hàng rất là ưng ý. Chiên hàng nóng hay hàng lạnh? Hàng này nóng nha. Nóng mới khui là lạnh nhưng mà mở ra hồi đã nóng nha. Để chiên làm video. Laptop và cả nhà ơi. Đây là lại laptop là chuyên để làm video luôn. Đây là chuyên về mình edit clip này kia là đúng rồi. Máy đúng không thì Đây phía sau đây Precision 5560, đây là dòng laptop mà chuyên cho đồ họa cho các kỹ sư hoặc là những người mà cần cái nhu cầu mà máy nó cực kỳ cao. Nó đó. Kiểu như là cấu hình mạnh á. Rồi hôm nay thì kiểu như mình cũng đắn đo về cái việc mà tạo cái món này, nhưng mà bạn Thiên cũng tư vấn mình với vợ mình cũng tham khảo từ chỗ của Thiên á, thấy rất là ưng ý nên hai người đã chốt deal với nhau. Bây giờ thì đã có hàng về rồi. Sau bao ngày chờ đợi em? Sau 1 tháng á cả nhà. Tháng luôn. Tháng luôn. Lâu lắm tại vì cái máy này ở Việt Nam rất là ít người sử dụng. Gần như là ít lắm nên phải order riêng. Thật ra cái máy này thì có nha, nhưng mà những cái thứ bên trong á nó không có ở Việt Nam, phải order riêng ở nước ngoài về. Thôi thì bây giờ để rửa cái máy này thì mình xin phép là lấy nước lẩu á. Rửa hư mình đánh thôi. Mình sẽ mời Thiên ăn một chầu gì đó để rửa cái máy này nha cả nhà. Em đi vào thôi. Đây là quán 181, địa chỉ là 181 Hậu Giang nha cả nhà. Tên là 181 luôn. Ôi, cảm giác trà lên đây nó nghe mùi vậy em? Mùi tay. Nghe mùi tay. Và hôm nay thì rất là mướt luôn cả nhà. Thôi, chắc là bây giờ mình sẽ order món nha. Ok. Chào em. Rồi, cho anh gắn cái này, anh hỏi thông tin quán với nha. Hỏi thông tin quán luôn. Thì quán mình á, ở đây là món best seller, ở đây là món nào anh Hồng? Ở đây thường là quán bán bột Fuji, rồi bào ngư đông cô cải thìa, gáy heo nước Thái Lan với nhiều món cho mày nữa. Có gì anh chị coi em nha. Quán mình thì bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ, quán em bán từ 10 giờ sáng tới 1 giờ khuya là không có nhận khách nữa. Nhưng mà khách ngồi lại thì em sẽ vẫn phục vụ tới sáng. Dạ. Ở đây thì anh thấy menu của mình thì nó sẽ chia ra từng phần nè các nhà. Dạ. Rồi, khai vị nè. Rồi,
vị cũng nhiều đó em. Dạ. Nay Thiên muốn ăn về món gì? Anh Thiên muốn ăn món gì? Hải sản, bò hay là về những con mà có thể bay được. Rồi. Lẩu đi. Ở đây có ốc luôn nha cả nhà. Con món lẩu ở đâu em? Dạ lẩu đó. Rồi. Ở đây là có lẩu lươn, lẩu bò viên, lẩu ếch lá giang và có cái dấu tích vô đó là lẩu lẩu nấm, lẩu thái. Có lẩu sa tế Hoa Kiều nữa. Nhưng mà cái lẩu của mình best seller mà anh thấy có kết hợp với lẩu bò này kia là có món lẩu gì em? Dạ cái đó là lẩu sa tế Hoa Kiều của anh. Lẩu sa tế Hoa Kiều. Dạ. Kì lạ quá. Đó được không? Dạ. Thử không anh? Em. Rồi, vậy thì lấy anh một cái lẩu sa tế Hoa Kiều đi. Dạ rồi. Rồi, còn lại thì mình cũng tham khảo sơ qua cái menu rồi. Dạ. Thì, nay thì có món lẩu sa tế đó là làm từ bò, là món ở trên bò. Bây giờ mình làm món từ dưới nước. Lấy nguyên một con cá tai tượng nguyên canh đi. Dạ rồi. Cá mình chiên xù của bánh tráng anh. Chiên xù. Dạ rồi. Rồi, còn lại thì cái món bò đi. Một cái món bò mà nướng ở đây đặc sắc ở đây là bò bò Fuji anh. Bò Fuji. Fuji. Dạ. Giống Nhật và Sản mà. Một phần bò Fuji nữa. Dạ rồi. Đó. Rồi cho anh bia đi. Đây có Ken, Tiger với lại Sài Gòn. Anh uống bia hiệu Sting á. Bia béo. Dạ rồi. Chị chị. Béo. Ba loại bia luôn hả anh chị? À, xa dạ rồi. Nên uống nước ngọt đi. Rồi. Còn dạ rồi. Cho anh thêm một cái phần rau xào gì nữa cho nó kẹp chung nữa. Dạ. Dạ rồi. Rau xào ở đây thì có cái... Em có rau muống hoặc là cải thìa với lại rau luộc kho quẹt anh. Cải thìa hả? Anh đi ăn cải thìa. Cải thìa sao tỏi hả anh chị? Dạ rồi. Rồi. Ok, trước mắt vậy đi. Làm dạ rồi. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Bây giờ mình sẽ test máy luôn. Bật máy lên nè. Bật máy lên sao? Có vân tay hả anh Thiền? Ừ, có vân tay. Rồi. Đây là một cái bánh nào đấu hình máy này cả nhà. Ủa chuột đâu rồi Thiên? Do tắt rồi cho lấy xài này đó. Anh Thiên thì rất là rành về công nghệ cả nhà, nên khi mình order kêu mình kiếm những món công nghệ là mình rất là tin tưởng. Đây ví dụ có một cái clip nào là mình bật lên cho cả nhà coi thử đi. Lướt vô cảm giác nghe nó mượt mượt tay ta. Lo lắng xin tin. Ví dụ đây là clip mà mình clip mà ăn cơm tắm cây gõ cả nhà. Tăng buổi sáng rồi mà nó mùi. Ok chưa? Đẹp không em? Ok nha. Để xuống anh, để xuống anh. Chúng cái bếp. Cái này thì nó sẽ sưởi ấm bằng món bò thì nó sẽ rất là ngon đó Thiên ơi. Rồi, thì về cái thông số và cấu hình đó cả nhà thì Thiên đã test hết cho mình rồi và mình thấy là xuất clip này kia thì nó cũng tương đối về cái cấu hình này thì xuất rất là nhanh luôn á. Rồi, thì mong muốn là nó sẽ đồng hành với vợ chồng mình trong cái quá trình mà mình đi xa, đi tỉnh chẳng hạn. Đó, này thì nó cũng gọn, nó khoảng bao nhiêu ký thì? Con này chỉ có 1kg 84. 1kg 84 được 2kg luôn. Đó, nó nhẹ lắm đó nha. Mà cái độ này thì em thấy là nó siêu mỏng á cả nhà. Đó. Nhưng mà mình kết cái màu này nè. Cái màu này nhìn nó nhôm. Nó sang nha. Nó là màu nhôm. Đúng rồi. Rồi, thì chốt deal. Phải tin tin cho anh Thi luôn đi em ơi. Món lửa này đó.
Hồ Biên. Wow, một bàn tiệc đang nằm ở phía trước rồi cả nhà ơi. Rồi, đây là món bò Fuji. Đây là lẩu bò Hoa Kiều. Và con cá này mình thấy lạ quá, người ta đã cứa ra luôn á. Chỉ phi lê sẵn á. Nhưng mà nhìn như là nó đang có cánh bơi vậy đó. Rồi, ở đây là phần lẩu nè cả nhà. Nước lẩu. Đang sôi nha. Rồi. Ok. Đây là món gì vậy em? Đây là bào ngư sốt đông cua cải thề. Bào ngư sốt đông cô cải thề. Rồi, cảm ơn quán nhiều mình nhiều nha. Rồi, có món này thì uy tín rồi cả nhà. Bào ngư. Rồi. Rồi thì bàn tiệc đã có trước mặt rồi, mình sẽ biểu diễn các bạn một màn ảo thuật trước khi bắt đầu clip nha. Rồi, chuẩn bị. Hey. Gì cứng vậy? Máy mới á. Em dịnh khúc cuối giùm anh ơi. Đi dịnh nha. Wow. Đây, đóng nắp lại. Mở ra, 2, 3. Mở phụ. Đây. Đây. Nhiều cò xanh quá. Cảm ơn bạn Thiên đã săn giùm mình nha. Rồi, gửi bạn Thiên. Ôi, cảm ơn bà chồng bác sĩ Lộc. Rồi, thì cái này thì mình cũng thắt lưng buộc bụng lắm á. Kiểu như tại vì giờ kênh làm cũng lượt xem cũng chưa có cao quá cả nhà. Thôi, nhưng mà vì cả nhà thân yêu luôn ủng hộ mình thì hy vọng là con máy này á Thiên sẽ đi cùng mình để tạo ra được nhiều clip hấp dẫn. Ở đây thì Thiên sẽ bảo hành trách nhiệm máy này 24 tháng. 24 tháng là 2 năm á hả? Ừ. Và nếu mà có clip nào mà edit mà chưa ổn này kia, phần mềm mà chưa có trơn tru á, là Thiên cũng sẽ hỗ trợ mình trong quá trình đó luôn cả nhà. Rồi, chốt deal. Hy vọng sẽ tạo ra nhiều clip triệu view nha. Rồi bây giờ mình phải liên hoan thôi. Mở lấy lẩu trang cho em Thiên ơi. Lấy lẩu trang vô. Đấy, trang nước. Thực hiện màn ảo thuật rồi mình bắt đầu thôi Thiên ơi. Ồ, lẩu sôi kìa. Ôi, cái này cũng vừa sôi rồi nè. Vì cái này nó hơi lâu chín thì nên mình kêu bắt lửa sớm á. Đó, bỏ đồ. Rồi bây giờ nè, mình sẽ bỏ vô đồ vô luôn đi. Em lấy giùm anh. Rồi, ở đây là có lá sách nè. Ở đây là có gân nè, có đuôi bò nè, có bò viên nè cả nhà. Rồi và phần tái nha. Rồi. Vô mở nắp. Hoa Kiều sắp tới. Nghe mùi thơm cay nha cả nhà, nghe mùi cay nha. Anh nghĩ là người lớn thì ăn thoải mái rồi em, không sao đâu. Nhưng mà có ớt ở trên đây nữa nè. Tính không? Hoa Kiều à. Hoa Kiều. Thế là tính rồi đó. Rồi mình sẽ chừa cái này lại để chút mình nhúng nha cả nhà. Đó là bò tái. Hay. Để góc này nha. Ủa cái đó là ăn chín mà. Đúng rồi. Nó chín là sao? Mình đừng có đụng vô được rồi. Bỏ cái dĩa đó đi anh lọt, anh lọt. Hai cái này là cái. Bỏ ra đi. Rồi mình đã lấy cái bò đó rồi cả nhà. Rồi ăn đi. Rồi, ăn với những vị thực khách hai bên và vợ mình và cậu Thiên thì mình phải rất là nguyên tắc. Đầu mình làm gì là... nó cũng phải có trước có sau hết á. Rồi đầu tiên là ăn cá đi. Con cuốn đi. Ừ. Cá. Em. Mà hồi nãy cái anh gì á, anh chủ có nói là cái món nó ăn dùng trước để nó bị nguội á. Thôi thì đã cầm cái này rồi thì mình cuốn một cuốn đi, sau đó mình sẽ review tới món bào ngư. Ok chưa? Rồi. Phần ngon. Mình xin phép. Rồi. Cậu Thiên ăn cái đuôi đi, còn mình xin phép là mời vợ mình cái phần thịt. Ủa gì? Dạ, ngon dữ chưa? Cái này giòn lắm á. Ngon chưa? Nó là giòn lắm á, dở ngoài. Nhưng cái nó giòn đó anh Thiên nè. Em cũng ăn một miếng. Mời cả nhà. Mình sẽ lấy thịt cho em. Cái này như ta đã lọc xương nè.
Thì có cảm giác là mình để lâu rồi nhưng mà nó không có bị mềm không? Nhưng mà ở đây á thì mình thích ở quán này là cái không gian ngồi ngoài lề đường Hậu Giang, khó mà để kiếm được ở các nước nước ngoài cả nhà. Ban đêm mà mình ngồi lê la hàng quán, nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn. Sài Gòn bánh nhậu. Nhưng mà cái này sẽ chấm mắm nêm á, thì cái mắm nêm bên đây nè. Ở đây là đây mình... là không thể nào mà thiếu rau, đặc biệt là muối chát. Rồi em. Dạ. Những xoài, những rau thơm, loại rau thơm. Wow. Ngon nha. Thêm miếng rồi, thêm miếng bún nha. Có bún thấy ngon, thấy bắt vị. Rồi, cùng nào. Được chưa? Một, hai, ba. Vô. Chốt điều. Mời cả nhà nha. Cái cảm giác là cái mắm bên đây á, thêm mình là không mặn. Mình có thể là pha thêm chanh với đường thêm á nha. Mặc dù là đi món ra rất là nhanh, nhưng mà tới giờ cũng hơi lâu chứ ha. Nhưng mà cái đuôi của nó rất là giòn. Biết sao gấp cho nó đuôi không? Hy vọng đầu đuôi đuôi lọt tương vụ sẽ thành công, mang đến những clip hấp dẫn cho cả nhà. Bây giờ mà chiếc bánh xanh thế nào, thứ là những chiếc clip của mình lên kiểu mình sẽ bảo bằng tư một là clip chịu view luôn rồi chưa có clip nữa. Chỉ có mở thẳng đúng không? Mở thẳng cái bao lợi đó. Rồi. Mình cứ lép cả nhà, mình sẽ gắp món này. Đó là bào ngư. Bào ngư sốt nấm đồng cô. Đồng ơi. À. Con bào ngư này thật là béo bở. Nó sẽ không qua được vợ mình đâu cả nhà ơi. Mời vợ nha. Cảm ơn. Rồi, đầu tiên mình ăn, xin phép là ăn nấm nha. Rồi, quan trọng là cái nước sốt đó nó có thấm hay không. Còn bào ngư thì chắc chắn là nó phải ngon rồi đó. Ngon quá luôn hả? Lời thì thầm của bào ngư nó nói với mình là ăn đi em. Còn anh ăn thử bào ngư đi. Còn nhiều mà ăn đi. Tại vì con này ngon, mình phải ăn trọn nguyên con mới ngon được. Đây. Rồi, cậu Tiên, review đi cậu Tiên. Ăn chưa mà rất chịu giật à. Ngon quá. Này á, làm tương dài quá. Dài giòn. Lần này á. Ừ, không hết đi. Thì view mà có cảnh giật giật nắp là hơi bị nhiều view nha. Đấy có một người á. Khi nó đặc biệt đó là khi nó còn tươi á là mình ăn sẽ nó có một độ dai và giòn. Ừ. Tại vì Tiên ăn, con ăn trên cái bè là con này rất là dày luôn. Cũng dai và giòn. Mà đôi khi mình nó bị đi bụi lâu quá để làm nó đông lạnh đó đúng không? Đông lạnh thì nó sẽ mất đi cái độ giòn. Nó làm mình ăn nó hơi bơ bở. Nó không ngon. Nhưng mà bởi vì ngon.
Nhưng mà theo mình nghĩ á, là cái món này á, khi mà mình ăn á, là sẽ bắt đầu cho những cái món lẩu phía sau, kiểu ăn cho nó khai vị á. Khai vị đúng không? Chứ mà một dĩa bào ngư mà đẩy ấp vậy luôn mà ăn thì nó đầu vị lắm. Đó, nên vừa vừa thôi. Nhưng mà cũng đau nách, nó giật nhiều quá đau chứ, ăn không được luôn á. Đau nách thì mình phải làm động tác, làm động tác nào để cho bớt đau nách đây. Mình phải bò đi để ép nách lại. Đã bò đi thì mình phải ăn bò. Sàn lưng. Mình xin phép là ăn bò cho cả nhà. Bò Fuji. Rồi, cái này là, cái này là nước sốt gì vậy? Này, Long ơi, cái này là nước sốt gì vậy bé? Thôi để mình cảm nhận luôn nha. Mấy bạn bếp chắc là giấu, bận rồi. Giấu công thức rồi nên phần này mình mới tự cảm nhận. Rồi mời anh Thiên nè. Đây là nè, món gì chưa? Trứng muối. Có mình sốt trứng muối hả? Còn vị bên kia là gì anh Thiên? Trứng muối theo nhiều năm đi ăn bò thì này là sốt tiêu. À sốt tiêu hả? Sốt tiêu. Hôm trước anh thì cũng nấu sốt tiêu mà. Nhưng bò này thì mình có một cái nhận xét là nếu mà vừa đem ra ăn liền rất là ngon. Tại vì mình để qua một thời gian á, nó bị chín miếng bò cái nhà. Nhưng mà giờ vẫn ăn rất là ok nha. Rồi. Cái sốt vẫn còn rất là nóng. Rồi. Rất là phê nha. Tôi sẽ chỉ các bạn ăn cách ăn bò Fuji. Đó là các bạn sẽ để miếng bò ở trước mặt mình khoảng cách là một gang tay. Sau đó các bạn sẽ hạ đũa xuống và kéo lên ngang miệng và xoay đũa chuyển vào miệng mình. Nó ngọt thiệt á. Anh là muốn quyện nha. Cái đó là mình sẽ khóc ăn bò nhưng mà mình không đụng đũa vào miệng mình. Nó sẽ làm cho miếng bò nó giống như nó đi từ từ vào miệng mình. Nó không có phải dùng lực nhiều nha. Đó. Tụi ơi. Miếng bò nó tự bò vô miệng mình đúng không? Chính xác. Mà lẩu như hết, nó hết gòn nữa nè. Hết lửa rồi. Rồi. Ngon quá. Con phải thử một miếng không ơi. Rồi. Mời cameraman Long. Ôi sorry rồi Thiên ơi. Nhúng bò đi anh. Ồ, cái vá này giống như là hai cái vá vậy. Một à. Một cái. Nó dày á, nó dày á, dày quá. Ồ. Đây, tôi đưa tôi đưa tôi đưa. Ồ, chuyên nghiệp quá ha. Đúng rồi, chuyên nghiệp quá. Này gọi là bò lắc lư chứ không phải là bò lúc lắc nữa. Ăn vào quá trình mình chóng mặt á. Bò bò lúc lắc, lúc lắc, lúc lắc. Bò nhúng dăm, nhúng dăm, nhúng dăm. Bò thái. Bò thái kiều quá. Đó, rồi đây bò ok đó. Ok. That's ok. Rồi, cảm ơn cậu Thiên. Ô, hơi đỏ nha cậu Thi. Không sao đâu. Nhiều quá. Giống luôn lần đi. Rồi. Trong lúc cậu Thiên nhúng thì em có cảm giác như thế nào khi mà mình nhận một cái máy mới? Em có cảm giác thì đầu tiên là rất là vui vì mình có thể là đủ khả năng để có thể mua nó. Thứ hai nữa là cũng mong muốn là hy vọng cái lab này có thể là cùng mình đi những cái tỉnh thành mới để có thể ra những cái clip mới cho khán giả xem. Đúng rồi. Và mình cũng không ngờ là vợ mình ra quyết định là đặt cái lab này ở đây nha. Kiểu như là mình cũng hỏi Tiên á, tham khảo. Nhưng mà mình nghĩ là cái giá để
phải mua cái lab này á, mình phải quay thêm nhiều clip nữa, mà clip cũng phải có lượt xem nó ổn á thì mình mới đủ kinh phí để mua. Nhưng mà mình chấp nhận là bỏ ra đầu tư để sau này chất lượng clip nâng cấp lên là mình sẽ thu lại. Thì cảm ơn em nha. Anh cũng không có gì hơn ngoài những miếng bò tái. Nó cứ nhiều bò vậy thì phải cảm ơn em và cảm ơn bạn Thiên của mình nữa. Vất vả rồi. Ra đây là cảm ơn, tự cảm ơn bản thân mình. Rồi. Nhưng mà cái mùi ở đây thì mình có cảm giác là nó hơi cay á nha Thiên. Thì nó là sa tế mà. Từ sa tế nó sẽ như vậy. Cay nha. Bò rất là mềm, muốn anh ăn thử. Không cay. Mềm lắm. Không cay lắm. Không cay luôn, không phải cay luôn. Nhưng cái này thì phải chấm cái gì là mọi người biết không? Nước mắm. Chấm chao hoặc là chấm cái nước mắm. Ngon. Tuyệt vời. Trong hành trình mà mình đi với nhau á, bạn Thiên là một trong những người mà luôn đồng hành với mình trong cái quá trình mà mình chuẩn bị những cái dự định như này. Có năm thì làm quà Tết, có năm thì dạy võ chung, còn bây giờ thì đồng hành trong cái việc làm YouTube á. Đó, thì có những cái khó khăn, có những cái mà mình chưa hiểu á thì mình hỏi thì Thiên sẵn sàng giải đáp cho mình cái này. Thiên thì không không phải là người rành công nghệ, nhưng mà nghĩ như là không muốn thời gian rảnh của mình nó trôi đi vô ích á. Thường muốn rảnh ngoài việc đi làm thì tốt mình xem này xem cái kia, và xem những thứ mình cần để xem, mình phổ cập kiến thức. Thì bạn mình cần thì mình chút liên. Thiên thì cũng có những cái bộ nhớ để lưu lại á, và ngoài xem thì Thiên cũng sẽ lưu lại những bộ phim hay nữa. Mà giờ phim của Thiên thì thường là chất lượng 4K hay là Full HD đẹp. Từ Nhật gửi về. Đã gì vậy? Phim của Chi gửi về để cho mình xem và tham khảo về cuộc sống ở Nhật. Của Sensei Chi. Cái này là mình ăn với đâu nè ta? Đúng rồi. Ăn quá. Ăn cái này là phải khép nách thiệt rồi đó. Này là chống chỉ định với những người. Ăn này là không được, thì không được giật nách chứ không phải nha. Dạ đó. Nhưng mà giờ nó ngon quá, nó phải giật chứ. Ê, hành nhiều quá ta. Vừa thôi. Ăn đầu hành á, đừng có bỏ cộng hành nhiều. Thì mà cái này không có việc giật nách đâu. Cái này hình như là Thiên về bỏ hành nhiều hơn. Kiểu như món hoa nó cũng không có nhiều cái lá gia vị như mình đâu. Đúng rồi. Ủa cái đó là gì anh? Ngồi gai đúng không? Ngồi gai. Cái mình nhớ tới phim mùa ngồi gai ha. Để Ủa nhưng mà lẩu này không có rau kia ha, chỉ có cái này thôi đúng không? Lạ. Anh nhìn sơ ra anh thấy nó giống như là cái món món mì bò kho mà của người Hoa vậy. Nhìn cái nước này giống nước gì? Nước này thì giống phá lẩu đó, đó. Một món là hồi xưa đi học rất là hay ăn. Đúng rồi. Chỉ như mưa có một chén 5.000 thôi mà xin 4 chén nước. Ở đây mình phải ăn với cái này là cái gì? Phở. À, bánh phở hả? Bánh phở. Phở mình thì kiểu như cũng hơi no rồi. Nên vợ ăn review nha vợ. Cái phần này anh với Thiên ăn cái một. Cái ba. Nhiều quá vậy. Đó. Nè. Em ơi, cho anh xin chén chào với hoặc là cái nước mắm trong nhiều quá. Thì mình thấy mình có múc nước lẩu á. Mặn luôn. Bớt cái lớp lớp dầu ra nè. Cái dầu cho nó sáng hết. Nè.
mình quên đây là món người Hoa, chắc là sẽ chấm với cái này nè, bò nó sẽ chấm với cái này nè, nè đi bò chắc sẽ chấm với cái này nè, chấm với muối tiêu á, nó giống như bò kho vậy. Không lạ đâu, nó cũng giống như mình ăn bò kho của mình vậy đó. Nhưng mà nhiều khi á, nói về những cái đầu tư á thì nếu mình suy nghĩ nhiều quá mình chắc không dám đầu tư. Đúng rồi, mà phải quyết đoán như vợ của mình nhé, nói là dứt, kiểu như là nói là phải làm á. Đúng rồi, mình suy nghĩ hoài mà mình không làm á thì nó chỉ nằm ở trên cái giấy tờ lý thuyết thôi, nằm trên ý tưởng thôi. Mình làm mà, nhưng mà với con máy này thì mình tin là tốc độ xuất clip nhanh hơn. Quá ok. Kiểu như một ngày á, mình có thể làm 2-3 clip với cả nhà. Đó là mình xuất clip nhanh á, trong quá trình đó thì mình sẽ dành cái thời gian đó mình làm những công việc tiếp theo. Đúng rồi. Giống như là quét nhà, bán nước. Đó, sắp tới mình sẽ phụ vợ bán nước của mình edit nhanh cái mình ra một phụ. Ra phụ mà. Phụ đập đá. Phải đem ra quán để mình edit luôn. Ok. Cái nước rất là trời mắm mặn luôn. Mắm mặn luôn, hay quá. Được rồi. Em. Cái nước nó không có quá mặn nhưng mà nó đặc biệt là cái hương vị của sa tế nó rất là đặc trưng, nó rất là thơm cái mùi sa tế. Nhưng thì mà như nó có một xíu gì đó gọi là nước cốt dừa. Nó có hơi béo. Đúng rồi, nó có hơi nước cốt dừa xíu. Nhưng mà mình hồi nãy là nhìn thì mình cũng sẽ hơi cũng đoán được nhưng mà mình không dám khẳng định. Bây giờ mình sẽ dám khẳng định là có nước cốt dừa. Chắc là có nước cốt dừa. Nhưng mà ăn với cọng phở thì nó dễ nuốt à. Còn bún thì nó nhỏ quá đúng không? Ngon nha. Ngon quá. Rất là ngon. Nhưng mà cả nhà hãy cẩn thận nha. Cái nhà hãy cẩn thận là nó sẽ có ớt á, những cái ớt nó sẽ lồng ghép ở bên này, nó thật là quá quắt, nó tính cho mình bị cay á nên mình ăn nó luôn trước khi nó làm mình cay. Nó lại làm sao nhưng mà ớt này chắc là có cay, ớt này mình nấu chín rồi mà nè. Với lại là những cái món liên quan tới sa tế, nhưng mà những cả nhà mà ai dễ bị sặc á, mình nên hấp từ từ thôi. Đúng rồi, hấp nhanh quá là rất dễ bị sặc, mà sặc là đôi khi nó sẽ có xuất hiện những cái hiện tượng thiên nhiên á, dòi rồng á thì thôi bỏ qua. Phun trào á. Này Tự Miên ơi, ăn mấy món này nhớ tới chú Việt Thảo. Chú Việt Thảo là Thiên là fan chú Việt Thảo luôn. Là đối với Thiên là chú Việt Thảo là tuyệt vời nhất hai chỗ. Cameraman nha, cameraman. Tuyệt vời nhất hai chỗ. Thứ nhất là ăn những món ăn giống như sashimi vậy, ăn sống nha. Cực kỳ chú Việt Thảo là đảm cực kỳ rất thích những ăn những món sống. Bò nè, gạch tôm nè, những món mà rất người mình thoáng nhìn mình có thể ăn được nhưng mà rất khó ăn. Tại vì ăn những cái đó là, chứ mình ăn gạch tôm đi, người nào mà yếu á, mình rất dễ bị say. Tại vì gạch tôm nó có rất là nhiều đạm, nên là giờ mình rất dễ bị say. Điều thứ hai là Thiên thích nhất chú Việt Thảo ở một cái điểm trên cái gương mặt của chú Việt Thảo. Tại gì? Cameraman. Nhìn cái miệng chú Việt Thảo ăn là ngon gì nó cũng ngon hết. Tôi nói rất là tuyệt vời khi mà nhìn cái bờ môi của chú Việt Thảo. Nhưng mà chú Việt Thảo ăn ngon mà. Tập cách ăn giống chú Việt Thảo để Thiên thích bờ môi của mình. Em nhưng mà anh ăn ở đây em, anh càng húp tới cuối á, anh cảm giác là khi mà mình ăn nguội á
nguội đi á là cái vị nó cô động lại, nó sẽ cay hơn nha. Đúng rồi. Mình ăn nóng là cảm giác nó chưa có cay lắm nhưng mà nó nguội rồi á, thấp vào nè. Nó nóng ha, nóng cái cổ họng luôn á. Món ngon thì phải có bạn hiền. Lên bia, à, lên rượu. Chỗ nào? Ăn rượu trắng à. Dạ. Chúc mừng thương vụ của mình nha. 1, 2, 3. Go. Hey, ăn bò viên chưa? Ăn rồi. Chờ cậu nhận xét á. Rất thơm. Mà nó dai nữa. Nó không bở như những loại bò viên khác nha. Nó rất biết, là dai. Bò viên này làm từ bò đực hay bò cái không? Bò đực chứ. Sao bò đực? Tại vì bò đực nó phải nuôi bò cá nên là nó thịt nó dai. Sai rồi. Con này vẫn là bò đực nhưng mà giải thích kiểu đó là không đúng. Bò đực đâu nuôi bò cái. Bò đực chỉ là phối giống với bò cái thôi. Đó là rất nhưng con. Mà mình phân tích ở đây là về cái độ dai của con bò. Thì trong cái bản bò viên nó sầm sùi, chứng tỏ con bò này hoạt động nhiều. Và bò đực là thường hay kéo cày. Mình cảm giác cái gờ của nó giống như là cục u á. Cái thịt này làm từ cục u, nó ăn vào nó hơi cộm miệng mình. Đó là bò đực. Nhưng mà bò để ăn nó không có kéo cày. Vậy hả? Ờ. Thôi mình xin phép là ngắt clip đi để mình phân tích. Phân tích lại cho Thiên cái này rồi. Ăn con trâu á ba, con trâu mới là kéo cày cày ruộng. Hai bên em. Ta. Rồi. Hết phở luôn rồi Thiên ơi. Đây. Món lẩu này ăn với bánh phở quá tuyệt vời. Này. Rồi. Hôm nay thì mình phải chiến cùng cậu Thiên thôi. Còn vợ mình thì hôm nay là vì cũng làm cả ngày á cả nhà. Tới chiều cũng ăn giống như bị trúng á, cũng hơi mệt. Cả nhà thông cảm nha, trong quá trình mình quay á thì thời gian nó rất là lâu. Có nhiều cô chú, nhiều anh chị tới mời vé số chứ không phải là một người. Nhưng mà ai mình cũng mua một tờ á thì nó sẽ bị ngắt cái clip lại. Thì cái nào mà mình kiểu mới đầu clip mới hay gì thì mình xin phép là mình mua ủng hộ cho mấy ông bà cô chú, còn lại thì cả nhà thông cảm. Số 27 à. Ông uống nước nha. Rồi, chiến tiếp nha. Bà ăn đi. Ăn nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Nè Long. Anh toát mồ hôi luôn á. Nóng quá. 2 tờ chứ. Nhưng mà anh hiểu được cái cảm giác là khi mình vào mùa lạnh đó, mình ăn những cái món mà vậy là mình ấm người lên. Thiên cậu cái đuôi và gân. Món này mà những ai mà mình uống nhiều bia rượu á mình say á, ăn vô cỡ một chén thôi là nó bừng tỉnh luôn á. Đúng rồi. Thế là nó nóng á, nóng với lại là nó ấm người mình á, là cái vị nó cũng đặc biệt nữa. Ôi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cái này đưa Long là Long nuốt cái một luôn á. Long đã từng ăn một cái miếng khoai trong lẩu gà nuốt. Ghê vậy? Nóng lắm luôn á. 100 ngàn là thấy ngon quá. Ai sức mạnh không tiền chứ. Nuốt. Đây là miếng đuôi đúng không? Đuôi bò. Ok. Nắm chào đi. Đây. Cái chào này cũng sạch tế quá trời luôn, cay cái này. Đúng rồi. Lẩu sạch tế và chấm chào với sạch tế. Mời cả nhà nha. Đây là miếng đuôi bò. Đây, để mình dứt thử coi.
chung á cả nhà là về cái kinh phí mà đầu tư cho kênh á, thì mình kênh mình nhỏ nên đầu tư như vậy là đối với mình cũng là nhiều á cả nhà. Đúng rồi. Còn so với những kênh mấy bạn mà mấy trăm ngàn sub hay là kia cả triệu sub thì mấy bạn đầu tư này thì nó quá dễ, tại vì mấy bạn thường có cái lượt xem nó ổn định rồi. Nên nhiều khi mình ăn mừng ở đây thì cả nhà nói là trời có sự kiện gì đâu mà phải ăn mừng, nhưng mà thực chất là mình rất là vui luôn á. Mình cảm nhận được là trong cái quá trình mình làm á, đã được vợ mình ghi nhận lại, cũng như là những ông bà cô chú ủng hộ á, rất là tin tưởng mình sẽ cố gắng nỗ lực phát triển kinh hơn. Cái đó là một động lực quả của mình. Đúng không? Động lực để mà phát triển kênh, có thêm nhiều cái khán giả và có thể có thêm nhiều cái dự án và cái ý tưởng mới để mình phục vụ cái khán giả nhiều hơn. Không chỉ đơn giản là mình đến quán mình ăn mình review nhưng mà nó sẽ mang lại nhiều cái giá trị về tinh thần, như là ví dụ như những cô chú ở nước ngoài đi, ở nước ngoài đi thì họ không có về Việt Nam nhưng mà rất thích cái không khí của người Việt ăn ở ngoài đường này nè, nó rất là máy lạnh chăm sao luôn đó. Thì khi mà cô chú nhìn lại những xem clip á thì cảm thấy nó bồi hồi á, nó là rất muốn, rất nôn nóng về Việt Nam đó mình. Đúng rồi. Rất nhớ Việt Nam để mình về đây mình hòa quyện cùng với cái không khí của người Việt. Đúng rồi. Thì nói rất là kiểu như là sâu lắng á nha, khiến mình muốn đổ mồ hôi quá. Mình xin phép là ăn miếng bò này để cảm ơn Thiên nha. Nuốt cho mềm vô nữa thôi. Anh lòng mềm à? Tại vì không có ai khác phụ khác lòng hay là lòng phụ khác lòng luôn, mà anh lòng đổ không mồ hôi luôn nha. Lòng thử thách nuốt luôn cái đuôi còn xương. Đây là Lộc thử nuốt miếng răng đi. Thiên sẽ tặng một món quà liên quan tới máy tính. Nãy giờ chưa có đúng không? Chưa có tặng quà. Đúng không? Chưa, hình như chưa tặng quà. Lò này là cái nhai. À nhai, thôi chát quá. Kỳ quá, Thiên chắc kèo quá. Không được, để miếng khác đi. Này giờ mình nhắm mắt ha, nhắm mắt mình múc. Mình vớt trúng cái gì thì ăn. Hy vọng chúng đừng trúng miếng ớt. Đấy là nuốt luôn hả? Thì ai biết. Đó, lên chưa ta? Ủa, cái miếng hành hả? Ok, lại đi ha. Tả nhắm mắt kìa. Thôi nó chứ miếng này nó to nhưng mà nhai đi, mình được nhai. Nhưng mà số lần nhai không quá 10 lần. Quá dễ rồi. Quá dễ. Thôi vậy tặng quà trước đi chứ mày làm được mà. À, cái gì? Ấy là bà đang nói để câu giờ á, chứ này nó cũng nóng lắm nha. Nóng được tỏi đúng không? Anh thấy anh nuốt hay hơn cả nhà á, nuốt hay hơn nhà á. Đúng rồi, bóng tối luôn nè. Nóng không? Anh nuốt luôn á. Được chưa? Hay quá. Rồi cái độ nóng của nó mà nó đi từ đây xuống luôn nè cả nhà. Anh Thiên tặng ly nước. Ấy đâu có. Thì Thiên Hạ có được sao được. Rồi giỡn nách ba cái nữa rồi. Nóng nha. Rồi vừa nóng mà vừa cay nữa. Cảm giác là nó đi từ xuống bao tử của mình á. Khi chiếc lá cuối cùng rơi cũng là lúc mình nhận món quà này. Máy tính của Lộc thì nó khá là nóng, hiệu năng cao á, nên mình sẽ đặc biệt dành có món quà này cho Lộc để khi mà sử dụng máy nó sẽ nâng cao hiệu quả hả? Không, quà gì? Quà cũng được. Để mình coi nha. Rồi. Con gì thuốc? Cái này là cái đế để cái vá để đỡ nè, kê lên á, cái giá đỡ. Đây mình kê cao lên á, mình sẽ nhất là khi mình làm việc nhiều á, mình đi deadlift lâu á, cái cổ tay mình sẽ không bị mỏi. Bình thường mình ngồi thì cổ tay nó sẽ bị thẳng không, mình sẽ để cao lên vậy. Vậy đó. Đúng không? Mình đỡ cái máy lên đây là nó sẽ đỡ nè. Đúng rồi.
đó. Cái này nó đặc biệt, nó là hàng, nó là nhôm á, nó là rất là cứng cáp mà nó không có bị kiểu dễ gãy nha cả nhà. Ừ, cứng lắm. Rồi vừa mua máy mà vừa được tặng quà, quà em ơi, hay quá. Làm sao một hồi gãy đi. Cảm ơn sao gãy được nha. Cảm ơn bạn Thiên nha. Đây. Tuyệt vời. Hy vọng là sẽ máy sẽ đồng hành cùng Lộc đi xuyên suốt những thời gian tiếp, tại vì là đi tỉnh thì rất mong là được đi tỉnh. Đi tỉnh sẽ đồng hành, có tập nào mà hấp dẫn hơn đó, sẽ mời anh Thiên đi chung. Đúng. Hoặc là ra Bình Định á, kêu anh Thiên đi chung. Đó. Quê hương của anh Thiên. Mình có thể mình có ngày phép á, mình sẽ sắp xếp công việc. Đúng rồi. Thôi thì clip hôm nay cũng tương đối dài rồi cả nhà. Thì cuộc vui nào mà cũng tới lúc mình phải ăn tiếp thôi, ăn đi. Tại đồ ăn ở đây còn nhiều quá nha ơi, nên mình xin phép là phải bào thêm một chén nữa Thiên ơi, mình mới kết clip được. Xin phép là vét hết đồ ăn trong đây. Lẩu này ngon quá. Long ơi, cho cái chén đi, anh bút kèm. Rồi Long thì Long ăn những cái món cay á, Long ăn ghê lắm. Long kiểu như là thánh ăn cay á, ăn ghê lắm. Bữa trước Long ăn mà ăn mì cay á, Long ăn dữ lắm. Cấp độ mấy? Cấp độ 3. Mì cay xíu. Anh Thi lúc trước ăn chắc độ mấy qua rồi? Cái đồ này thì anh Thi á. 7. Anh chào mẹ mới cũng biết ăn cay đâu. Hay ghê, hay vậy ghê. Anh là học chuyên gia đem cái gì ăn cay cà chị em. Nói chung là mỗi người một khả năng, nhưng mà Long đã tiến bộ hơn lúc trước nha. Long đã ăn cay được nè, Long đã ăn được thêm rau thêm đồ nữa. Đó là trong quá trình mà đi quay á, phải cải thiện. À, còn muốn cải thiện nữa kìa. Cải thiện là chút mình ăn lai rai á. Thôi. Ui. Còn món gì mình chưa ăn ta? Có cái gì đó. Đó rồi. Trời không, ý này là nồi lẩu nè. À, lá sách đúng không? Để giờ lá sách không? Ok, để lặn hộp ra. Ui, bây giờ mình thấy nè. Khi mà thấy cái lớp dầu sa tế á, hấp dẫn quá ha. Kiếm cái cay quá. À, đây, ở đây, đây. Đây cái lá sách nè. Đây để thử ăn đi, ăn đi. Đi thử đi. Lá sách này là được tẩy rồi. Ở dưới quê mình đó thường là lá sách mình sẽ thích ăn cái lá sách mà lá sách đen á. Thăng Long. Thăng Long. Đen đúng rồi. Cái lớp gì vậy? Ê, cay á. Rồi nó sẽ tới là cũng cay. Thôi một cái điều mà mình muốn tâm sự thật đó là khi cả nhà nhận được một món quà nào đó và là chuẩn bị cho một cái mục tiêu nào đó thì cả nhà thường phải đắn đo, phải suy nghĩ là mình phải làm sao xứng đáng với nó. Thì đối với mình hiện tại thì mình cảm thấy là chưa xứng đáng với cái đầu tư laptop như vậy, nên mình xin hứa là mình phải cố gắng cải thiện clip hấp dẫn hơn nữa. Và cả nhà hãy đồng hành cùng mình trong cái quá trình đó để coi mình tiến bộ ra sao, kênh mình có những cái đổi mới thế nào nha. Rồi thì xin phép hết cuộc này mình cũng sẽ kết clip ở đây luôn nha cả nhà. Nghe không? Dạ. Thiên, anh đi Thiên. Rồi. Đây là 97 rồi. Rồi cảm ơn Phụng. Đây là sốt đó. Sốt trứng muối à. Wow. Xong. Thôi mình xin phép là nhờ vợ mình nhận xét về món ăn ngày hôm nay nha cả nhà. Cho nó có một cái uống một miếng nước cho đỡ cay thôi. Cay quá. Thì món ăn ngày hôm nay á, em thấy
cá thì ở quán á là rất là kiểu rất là tươi với lại chiên rất là giòn luôn cả nhà. Mình sẽ cùng mà nhau xử con cá này. Mà cá thì kiểu ở quán nè trang trí rất là đẹp, nhìn rất là lạ, nhìn như là con cá đang bơi á cả nhà. Mấy cái con đang bay chứ lộn. Đang bay. Có hai cái cánh. Rồi thì bào ngư ở quán thì rất là tươi, cái vị mà vừa kiểu giòn á cả nhà, giòn giòn mà không có quá dai, không quá mềm. Đúng rồi. Nhưng mà về món lẩu thì cậu Thiên ấn tượng không? Về món lẩu thì cho anh Thiên cho em nhận xét nha. Tại vì anh Thiên món lẩu là phải đó là Thiên thì không ăn được cay nhiều, đó là cay vừa vừa thôi. Nhưng mà đối với Thiên thì cái món lẩu này độ cay nó vẫn ok. Tức là những người chỉ cần có thể ăn cay được, nhưng mà nó cái cay mình tạm thời mình bỏ qua, nhưng mà nó rất là thơm nha. Nước lẩu béo, có vị béo của nước cốt dừa, thơm của mùi sa tế, và đặc biệt là topping rất là đa dạng, gần như là nguyên con bò luôn rồi. Nên là nếu mà ai tới quán 181 đường Hậu Giang, 181 nó cũng là tên và cũng là địa chỉ của quán, nên là 181-183 đường Hậu Giang, phường 5, quận 6 thì hãy ghé vào đây và phải thưởng thức cái món lẩu này. Hoa Kiều. Gọi lẩu Hoa Kiều. Lẩu bò sa tế. Lẩu bò sa tế Hoa Kiều. Đúng rồi. Phải thử món này rất là ngon. Rồi. Nhân đây thì về món bò Fuji á cả nhà, cũng là một trong những món bò mà bên quán rất là đầu tư về cái mặt trang trí cũng như là về cái nước sốt. Và cả nhà ăn thì khi mà mới lên bò cả nhà ăn ngay lúc đó thì nó là sẽ là ngon nhất nha cả nhà. Và nước sốt ở đây thì mình cảm giác nó rất là thấm vị luôn á. Rồi thì hôm nay clip cũng tương đối dài, và hành trình đi làm YouTube của mình đã có thêm một người bạn nữa, đó là người bạn laptop. Rồi thì mong là sắp trên những cái chuyến hành trình sắp tới Thiên thu xếp được thì Thiên sẽ cùng đi với vợ chồng mình và sẽ trải nghiệm những cái chặng đường, trải nghiệm những cái món ăn mới và quen biết thêm những người bạn mới nữa nha. Rồi ví dụ như đi ra Bình Định cho Thiên thi đấu với anh Hải Nổ. Anh nó ăn được có gần 100 chén bánh bèo à. Quá dữ. Nghe là muốn không đi rồi đó. Nói chung là đi có những cảnh đẹp, có những con người bạn mới nè. Rồi. Và đặc biệt là laptop này rất là mạnh. Mình mong là quay được những cảnh đó mình edit liền và mình sẽ gửi tới cả nhà. Cả nhà chờ đón nha. Rồi, cái clip thôi em ơi. Cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã đón xem clip của vợ chồng tụi em nha. Mọi người có góp ý gì hãy để lại dưới bình luận giúp em để em có thể cải thiện clip tốt hơn để gửi tới cả nhà những cái video đẹp hơn nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.